Chào mừng quý cô bác, anh chị và các bạn đến với chuyên mục Tử Vi Ngày Mới trên kênh Phong Thủy Phát Tài của chúng tôi. Thay mặt cho 30 tập chương trình, hôm nay xin gửi đến quý vị lời chúc đầy may mắn, an lành và thành công trong mỗi bước đi của ngày mới. Trong chương mục Tử Vi Ngày Mới hôm nay, 3 biên tập sẽ chia sẻ với quý vị nội dung tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Qua đó, quý vị sẽ biết được vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của mỗi con giáp, ai sẽ gặp may mắn cát tường và ai phải đối mặt với khó khăn, xua rủi, tất cả sẽ được tiết lộ trong chương trình. Đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới và ý nghĩa. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy chia sẻ đến với mọi người để cùng nhau tham khảo nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết về thông tin tử vi hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2024. Dương lịch là thứ hai, lịch âm là ngày 24 tháng 6 năm 2024, tức ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn. Cung giờ hoàng đạo bao gồm Giờ Tý 23 giờ đến 0 giờ 59 phút, giờ Sửu 1 giờ đến 2 giờ 59 phút, giờ Mão 5 giờ đến 6 giờ 59 phút, giờ Ngọ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút, giờ Thân 15 giờ đến 16 giờ 59 phút và giờ Dậu 17 giờ đến 18 giờ 59 phút. Giờ Hắc đạo bao gồm giờ Dần 3 giờ đến 4 giờ 59 phút, giờ Thìn 7 giờ đến 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút giờ Mùi, 13 giờ đến 14 giờ 59 phút giờ Tuất, 19 giờ đến 20 giờ 59 phút và giờ Hợi, 21 giờ đến 22 giờ 59 phút. Tuổi hợp xung trong ngày hôm nay, tam hợp dần, Tuất, lục hợp Mùi, tương hình, ngọ, tương hại, sủ, tương xung, tí. Tuổi bị xung khắc trong ngày hôm nay, tuổi bị xung khắc với ngày Mậu Tý, Nhâm Tý, canh dần, canh thân, tử bị xung khắc với tháng, quý sủ, đinh sủ, ất dậu, ất mão, sao tốt, thiên đức, nguyệt đức, thiên xá, quan nhật, lục hợp, bắc tương và minh phệ, sao xấu, thiên lại, trí tử, huyết chi, vãng vong và thiên lao. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2024, sau đây là những việc quý cơ bác anh chị và các bạn nên làm và không nên làm. Việc nên làm cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sang đường, đào đất, an tán và cải tán. Việc không nên làm, không có. Xuất hành trong ngày hôm nay, ngày xuất hành là ngày thanh long túc, đi xa không nên. Xuất hành xấu, tài lập không có, kiện cáo cũng đối lý. Hướng xuất hành, nên xuất hành hướng đông nam để đón tài thần, hướng đông bắc để đón hỷ thần, tránh xuất hành hướng tại thiên vì gặp hạt thần. Tiếp theo chương trình xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Đầu tiên, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu về con giáp tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý gặp chính nắng nên công danh sự nghiệp là điều bạn quan tâm hàng đầu trong hôm nay và cũng đem lại cho bạn nhiều tin vui coi chấp này làm việc chuyên tâm cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ nên được cấp trên đánh giá cao bởi nỗ lực đó việc làm ăn kinh doanh của tý cũng vô cùng thuận lợi mang lại nguồn tiền bạc dồi dào bán mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay các đối tác đều là người đáng tin cậy đôi bên có nhiều lần hợp tác thành công nên bạn cũng có thể đặt kỳ vọng vào việc hợp tác lần này Ngày này nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của tí vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Tuổi này có được những phút giây ấm im, mãn nguyện bên cạnh người mình yêu thương, bản mệnh có thể an tâm vì bên cạnh mình lúc nào cũng có người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tí trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Bính Tý Hôm nay người mặc dù thân mặt cũng cho nên tinh cẩn, không nên đón tiếp người lạ trong nhà, cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Mọi việc trong ngày trở nên tiến hành nhanh chóng không tốt, nên có sự hòa hoãn, tránh mọi chuyện tranh luận thị phi không tốt. Ngày hôm nay có nhiều lo âu, di chuyển nhiều trong công việc tình cảm, sức khỏe không tốt, tài lập chậm chạp không được như ý. Tử vi tuổi chấp tí trong ngày thứ hai. Hôm nay có người đề nghị công việc nên chấp thuận và bàn thảo chi tiết mọi việc nên cảm trọng từ tốn không nên hấp tấp. Về vấn đề tài lộc đang lúc gặp sự hanh thông có lợi cho mình, tình cảm tốt, ngày gia đạo ăn vui, có tin tức ở xa hoặc có khách ở xa đến, ngày có lộc ăn hoặc gặp sự vui vẻ. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi nhâm tý hôm nay người mặc dù thăng mặt cũng cho nên tinh cẩn, không nên chứa chấp người lạ trong nhà, nên cẩn trọng hơn về vấn đề liên quan tới lệ ăn, tiếng nói, gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hiểu lầm, bị trách oán, sai hẹn, bội ước. Sự mong cầu những vấn đề liên quan tới tin tức khó đến nên kiên nhẫn chờ đợi, đừng nản trí khi công việc nảy sinh quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bề bộn và lo âu, tiến thoái lưỡng nan Ngày gia đạo có tin xấu, không nên đi xa hoặc sử dụng phương tiện xe cổ máy móc di chuyển, không tốt cho việc cầu hôn, ký kết, hùng hạp. Tử vi tuổi canh tí trong ngày thứ hai. Hôm nay hãy tự ý thay đổi công việc, công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn. Nếu như đã có dự kiến của cấp trên hoặc hoàn cảnh tạo những tình huống bắt buộc mình phải tiến hành, ngày có tài lộc hoặc gặp được quý nhân nâng đỡ, giúp làm điểm tựa cho mình đi lên. Tình cảm tốt hoặc có tin tức tốt. Bản mệnh nên cẩn trọng những vấn đề liên quan tới sức khỏe, nếu cầu đi xa, hợp các người vận chuyển, sửa chữa, nấu ăn. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc các tường, xanh dương, đen, quý nhân phụ trợ, thìn, thăng, sủ, con số may mắn, số 03, 67 và 90. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi sủ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi hàng ngày, tuổi sửu có một ngày vượng tài nhờ chính tài hậu thuẫn các cơ hội kiếm tiền gia tăng có thể mạnh dạng hợp tác làm ăn lớn tha hồ hốt vàng hốt bạc tuy nhiên dù có ý định làm gì bạn cũng phải tính toán thận trọng nên tiến hành từ tốn tránh nóng vội kẻo hỏng việc người làm công ăn lương có nguồn thu nhập khá ổn định không phải đắn đo quá nhiều Ngày này bạn làm việc vô cùng hăng say, có những suy nghĩ và hành động táo bạo, có thể tạo ra nhiều giá trị, mang lại lợi ích cho tập thể. Chỉ cần bản mệnh tập trung tinh thần, khẳng định năng lực thì con đường thăng tiến ngày càng rộng mở. Thổ mộc xung khắc, chuyện tình cảm của những chú trâu trong hôm nay có thể không được may mắn cho lắm. Đôi bên không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, có nhiều điều né tránh. Vì thế, nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã, gây mệt mỏi cho cả hai. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi sủ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tiểu vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Đinh Sủ. Hôm nay nên theo đường hướng cũ mà làm, chưa phải là lúc thay đổi phương hướng công việc, không nên nản chí. Ngày giao thiệp, giao dịch với người khác phái có lợi, Ngày có khách hoặc bạn đến, có tài lộc hoặc được lộc ăn quà cáp, giữ đám tiệc nhỏ và có tin vui. Tiểu vui tuổi ất sủ trong ngày thứ hai. Trong ngày không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi, chỉ đem đến phiền muộn, đề phòng tin thất thiệt, thị phi. Mọi sự quan hệ giao dịch nên thẳng thắn chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại. Nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ, ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng, chỉ nên lắng nghe và tham khảo nên đắn đo trong việc cầu hôn, hợp tác, hẹn ước. Ngày có người khác nhúng tay vào việc của mình, hợp các nghề kiến trúc, địa ốc và bảo hiểm. Tứ vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi quý sủ, hôm nay dù có điều lợi cũng phải có sự phân chia san sẻ hoặc có tài lập cũng phải hao tốn cho các việc đã đến hạn kỳ tu bổ sửa chữa các nhu cầu cần thiết liên quan tới vấn đề nhà cửa đồ đạc xe cộ máy móc đám tiệc khách khứa ngày có khách hoặc bè bạn đến, hao tốn cũng có, lợi lập cũng có. Ngày có tin tức tốt, trong đó có người nhờ mình làm giúp một công việc. Bản mệnh không nên ra mặt hoặc công bố, chỉ nên âm thầm tiến hành mới có kết quả. Tử vi tuổi tăng sủ trong ngày thứ hai. Hôm nay sự quen biết qua lại liên quan tới vấn đề tình cảm đã đến lúc phải kết thúc hoặc đi vào một hướng mới. Công ăn việc làm còn nhiều cản trở, khó khăn, không được như ý muốn. Tuy nhiên, vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc vẫn tìm ra được phương cách có tài lộc Do đó, không thuận tiện cho việc đầu tư hay hùng hợp làm ăn lớn. Ngày có khách hoặc bài bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ liên quan tới mong cầu thay đổi ý định hợp tác và công việc. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tý, con số may mắn 15, 77 và 44. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dần trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tỷ kiên xuất hiện, người tuổi dần có một ngày làm việc kiên định và tập trung. Ở thời điểm cuối năm bạn dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp với mong muốn tạo ra nhiều thành tích càng tốt cấp trên cũng hài lòng về cách làm việc của bạn. Tiền bạc cũng khá ổn nhờ những kế hoạch tiết kiệm hợp lý của bạn. Nếu muốn làm giàu hơn nữa, bạn cũng nên có kế hoạch đầu tư, làm ăn xin lời nhé. Hơn nữa, thời gian này không nên cho vay tiền, phải tích cớp để dành cho những kế hoạch và dự định sắm sửa cuối năm. Hai hành mập tương hòa sẽ giúp dần xoa dịu những mâu thuẫn còn tồn động trong các mối quan hệ yêu đương. Bạn và người ấy sẽ cảm thấy vô cùng hòa hợp từ cách sống đến những hành động nhỏ trong ngày hôm nay. Ngoài ra, bạn bè cũng sẽ đem tới cho bạn những giây phút thoải mái trong ngày. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dần trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi mậu dần, hôm nay quý nhân của mình sẽ là người nữ cho việc mong cầu. Ngày có nhiều trở lực khó khăn hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau, khiến phân văn, văn trong việc quyết định, Hôm nay không nên làm ăn lớn, táo bạo sẽ bị gãy đổ nửa chừng. Đề phòng tiểu nhân, tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, tình cảm, nhân nghĩa. Ngày tài lập sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hạp các người pháp luật, y học và sửa chữa. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi bính dần, hôm nay bản mệnh nên ngồi tại chỗ chờ đợi công việc hoặc tin tức đến tốt hơn là đi tìm kiếm hoặc mâm cầu liên quan tới vấn đề tin tức đều có sự chậm chạp hoặc các tin có sự trái nghịch lẫn nhau. Ngày tàu lập kém, nếu có thì cũng vào nhanh ra nhanh, sẽ có sự tu bổ về nhà cửa, máy móc, xe cộ, đồ đạc, không thuận lợi cho việc kết bạn, hẹn ước, kết hôn, tránh mọi sự thị phi hoặc là tranh luận và cũng không nên tin cảm người khác. hợp các người khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin và vi tính. Tiếng vi tuổi chấp dần trong ngày 29 tháng 7 năm 2024, trong ngày, mọi mưu sự tính toán hoặc cơ hội có đến trong công danh, tình cảm, tài lộc thì nên tiến hành. Nếu cần, trong việc khùng hạp cứ tính tế, có lợi nhưng phần chủ động vẫn cho mình quyết định, cẩn trọng hơn trong việc sử dụng xe cộ, máy móc đi lại, ngày có tài lộc hoặc có tin tức tốt về tiền bạc công việc làm ăn. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi nhâm dần, hôm nay không nên chờ đợi tin tức mới rồi ý kiến của người khác mà phải tự quyết định tiến hành thay đổi những công việc cần làm tình thế đã đổi khác nên theo hoàn cảnh mới tình cảm không tốt gia đạo có chuyện vui buồn lẫn lộn ngày có tài lộc nhưng dễ hao tán ngày có người đi xa chỉ nên làm việc lợi lộc sẽ tự đến hoặc thoát được hoàn cảnh khó khăn hiện tại các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hệ, tuất con số may mắn, số 02, 56 và 32. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi mão trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Chiều ảnh hưởng của hung tinh kiếp tài, người tuổi mão dễ gặp bất lợi trong những kế hoạch cải thiện thu nhập, kiếm tiền làm giàu của mình. Tài vận đi xuống, nguy cơ bị lừa lập của mão cũng tăng lên. Bạn nên thận trọng trong việc sử dụng tiền bạc kẻo rơi vào cái bẫy của tiểu nhân đã dăng sẵn chờ bạn. Chẳng những vậy, hôm nay dường như có chấp này hành xử hết sức bốc đồng. Bạn nhìn nhận mọi việc hết sức chủ quan và phiến diện, có lẽ bạn cần phải cẩn thận một chút và kiểm tra mọi cạm bẫy trước khi vô tình mắc vào chúng mà không hay. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn có một ngày an toàn và hiệu quả đấy. Chuyện tình cảm của tuổi này cũng chưa đâu vào đâu. Tình trạng xa cách có thể gặp phải ở các cặp đôi đã kết hôn. Điều này có thể liên quan đến công việc hoặc các vấn đề cá nhân khác. Trong khi đó, những cặp đôi đang yêu cần tránh tối đa gây hấn, mâu thuẫn bởi những căng thẳng ở thời điểm này hoàn toàn không có lợi. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mão trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Thứ vi trong ngày thứ hai của tuổi kỷ mão hôm nay nên giải quyết dứt khoát trong mọi vấn đề liên quan tới công danh, tiền bạc, tình cảm. Ngày có sự kết thúc công trình, hội hợp, hội ngộ hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa. Ngày có tin xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn, sẽ có tài lộc hoặc có hỷ sự lộc ăn quà tặng và có cuộc đi xa hoặc thuyên chuyển thay đổi công việc văn phòng hôm nay thuận lợi trong việc cầu hôn kết hôn giải quyết mọi mặt trong vấn đề tình cảm nhân nghĩa hợp nghề nhấp ảnh công nghệ thông tin xây dựng hoặc trang trí nội thất dịch vụ cho thuê bảo hiểm bán hoa xem bối tử vi tuổi đinh mão trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 ngày có tin tức ở xa hoặc gặp bạn kết bạn hẹn ước đính hôn có liên quan đến mọi vấn đề liên quan tới tình cảm thuận lợi cho việc di chuyển đi xa ngày có tài lộc hoặc được lập ăn quà cáp dự tiệc thích hợp cho các công việc chữa bệnh kết thúc công trình thanh toán tiền bạc tử vi trong ngày thứ hai của tuổi ất mão ngày sẽ thích hợp cho các công việc có liên quan đến tình cảm hôn nhân kết bạn hẹn ước thay đổi công việc nơi ăn chỗ ở văn phòng Hôm nay có tin vui hoặc có khách đến khiến với tạm ngưng công việc, ngày có quý nhân giúp đỡ, nếu đã quyết định làm việc gì cần phải bệnh trí, chớ nên bỏ ngang, bất lợi. Tiền bạc đến nhanh ra nhanh, ngày có lộc ăn hoặc được giữ đám tiệc, nhóm bạn, hạp các người có liên quan đến hoa quả, quà tặng, thủ công mỹ nghệ, giải khát, du lịch, tự do và tiếp thị. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Quý Mão, hôm nay tất cả việc mong cầu nên tiến hành nhanh chóng thì chớ nên chậm trừ và không nên có nhiều tham vọng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không như vậy thì chọn một ngày khác tốt hơn và nên rút lui. Ở lâu thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề phiền toái, hao tài, tốn của. Hôm nay sức khỏe không tốt, bán mệnh không nên tranh cãi, đề phòng, dèm pha, thư kiện. Mọi vấn đề liên quan tới tình cảm cần có sự dứt khoát, nhanh gọn mới tốt. Nói chung là hãy hành động không nên nói nhiều và ngày gia đạo Bắc an. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất, con số may mắn 15, 50 và 93. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 thiên tài báo hiệu người tuổi thiền dễ gặp may ở phương diện tài chính vào ngày này đặc biệt là thứ tài có dấu hiệu may mắn bất ngờ như trúng thưởng được phụ cấp đồ được nọ tiền từ các khoản tồn động bỗng về tay hoặc gặp may mắn khi bốc thăm trúng thưởng người kinh doanh buôn bán đạt doanh thu như ý trong công việc mọi việc vẫn đang tiến triển ổn định bạn phát huy ổn định năng lực của mình hiệu suất được đảm bảo các mối quan hệ tại nơi công sở hài hòa, tốt đẹp cũng tạo ra nguồn động lực làm việc mỗi ngày cho con giáp này. Bạn cũng là người khéo léo trong đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của những chú rồng xuất hiện không ít trục chặt. Các bạn và nữ kia đều có cái tôi quá cao, một khi mâu thuẫn nổ ra lập tức vấn đề kéo đến, chẳng ai chịu nhường ai khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng, khó có thể bền nếu tình trạng này kéo dài. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi thìn trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi canh thìn, ngày có quý nhân hoặc có đồng sự, bạn bè tốt giúp đỡ hoặc sẽ mang tới tin tức hoặc ý kiến hay trong công việc. Vấn đề sức khỏe trong ngày không tốt sẽ có tài lộc hoặc nếu muốn thành công phải bỏ nhiều công sức, nỗ lực và phải tiến hành nhanh chóng mới có kết quả. Ngày gặp lại người xưa sẽ có người đi xa, hạt người thầy thuốc, pháp luật, mua bán, tiếp thị, vận chuyển, bảo hiểm. Tứ vi tuổi mậu thìn trong ngày thứ hai, trong ngày mưu sự còn bị nghẽn lối hoặc công việc gặp trắc trở, cẩn trọng liên quan tới vấn đề tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Ngày có khách hoặc bè bạn đến có khi là nhận được tin tức của họ. Có sự di chuyển thay đổi có tài lộc hạp người máy móc chế biến pháp luật sửa chữa. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Bính Thìn. Hôm nay tất cả mọi việc đều nên chậm rãi chờ đợi không có lợi liên quan tới mặt tiền bạc sẽ có khách hoặc bè bạn người thân ở xa đến hoặc nhận được tin tức của họ có liên quan đến việc làm của mình bởi thế nên đi thăm dò hoặc đến nơi mình cần giải quyết hoặc gặp quý nhân ngày có nhiều sự đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính vận tà lập trung bình không phù hợp cho các ngành địa ốc bảo hiểm ngân hàng cổ phiếu nếu với tuổi giúp Thìn trong ngày thứ hai trong ngày thao lịch âm dương thì cần lưu ý những người mình gặp trong ngày là người đang gặp khó khăn hoặc có chuyện lo âu liên quan tới sự nghiệp công danh cũng như liên quan tình cảm sức khỏe ngày chỉ có lợi cho những người làm thầy thuốc pháp luật sửa chữa mua bán xe cộ ngày tài lập tuy có nhưng chậm tình cảm cho đạo không tốt có người đau ốm có tin xấu ở xa liên quan tới việc làm ăn sức khỏe hoặc nhà phải bận rộn liên quan tới chuyện tiếp khách Nói chung có lợi về vấn đề tiền bạc nhưng phải cực nhọc và phải có sự chờ đợi. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc các tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân, con số may mắn 88, 38 và 61. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi tỵ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Ngày tỵ ngọ tương hại, người tuổi tỵ gặp không ít khó khăn trong quá trình giải quyết công việc. Có thể bản mệnh sẽ phải cầm lưng giải quyết một mớ những việc cũ đang còn tồn động khi không thể trì hoãn thêm được nữa. Hôm nay, nếu có ai đó hối thúc thì bạn rất dễ nổi cấu, không kiên nể ai. May mắn là ngày này những chú rắn không cần phải quá lo lắng về tài chính dù vẫn có những khoản chi tiêu ngoài ý muốn nhưng cũng không tới mức khiến bạn không kịp chờ tay đây cũng là cho bạn chịu khó kiếm tiền cần cù chắc góp của cải cày cuốc từ trước giờ mập sinh hỏa cho thấy đường tình cảm thuận lợi người độc thân nếu có cơ hội thì nên năng nổ ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương Hôm nay còn là ngày cho tình yêu tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc đi tới quyết định kết hôn. Sau đây là luận trải chi tiết về từng tuổi tỵ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Tân Tỵ, ngày của hạn kỳ đã đến, hoặc phải tiến hành giải quyết hoặc phải thay đổi hoàn cảnh chức vụ việc làm cũ nên đổi mới và lập kế hoạch cho mình một hướng đi, không nên giấu giếm ý định của bản thân chỉ thêm sự thiệt thòi vì người khác cũng đang chờ đợi mình lên tiếng ngày có tin tức không tốt ở nơi xa tài lập trung bình tử vi trong ngày thứ hai của tuổi kỷ tỵ trong ngày hãy cẩn trọng khi nhận tin tức người mặc dù thân mật cũng cho nên tinh cảnh không chứa chấp người lạ trong nhà hoặc kết bạn mới ngày có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình nhưng không nên tranh cãi sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói hẹn ước, tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên, vẫn sẽ cần có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước, ngày thuận lợi cho sự thay đổi về mọi mặt và đi xa. Hợp các nghề dịch vụ làm môi giới, trung gian, hòa giải, trọng tài, mua bán trả góp. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ, trong ngày sẽ có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn chỗ mở, văn phòng hoặc có sự tu bổ sửa chữa mọi vật dụng đồ đạc trong nhà, người nữ, sức khỏe công danh tài lập không tốt, dù có tài lập cũng hay hao tán. Tử vi tuổi Ất Tỵ trong ngày thứ hai, trong ngày cần phải gặp quý nhân hoặc là người trên của mình để hỏi ý kiến hoặc chờ đợi tin tức khác. Nên ra ngoài xem xét không nên ngồi tại chỗ, nhưng khi quyết định thì phải có tính cương quyết mạo hiểm sắc rên hoàn trả tiền bạc đến hạn kỳ hoặc các đồ đạc vật dụng không còn thích hợp trong vấn đề tình cảm nên có thái độ dứt khoát ngày có tin tức hoặc lời nhắn của bạn bè thân nhân ở xa liên quan tới chuyện tình cảm chuyện của người xưa hạp các nghề nhiếp ảnh vi tính gia công chế biến thời trang siêu thị kiến trúc địa ốc các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc các tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, sủ, dậu, thân, con số may mắn số 10, 57 và 97. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi ngọ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Được tâm hợp che chở, người tuổi ngọ gặp nhiều may mắn ở hầu hết các phương diện. Công việc mặc dù gặp phải nhiều áp lực và cản trở ban đầu, nhưng sau đó đều được bạn tháo gỡ và đi đến kết quả ưng ý. Cơ hội thăng tiến trong công việc đang rộng mở, chỉ cần có chấp này xác định được mục tiêu rõ ràng. Công việc thanh thông kéo theo tài chính của tuổi này cũng khởi sắc hơn. Dù là chính tài hay thứ tài đều có sự tăng tiến khá vượng. Điều đó mang lại nhiều may mắn tiền bạc cho con giáp này. Cơ hội đầu tư, kinh doanh đang tới. Chỉ cần bản mệnh thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình cảm có biến chuyển bất ngờ. Duyên lành tìm đến, người độc thân có cơ hội mở mang quan hệ, được nhiều người mai mối dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, ngựa đã yên bời do thắt nên lưu tâm bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, gây ra nhiều rắc rối. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi ngọ trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi nhâm ngọ. Hôm nay, tất cả việc mong cầu nên tiến hành nhanh chóng, không nên chần chừ và không nên có nhiều tham vọng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không như vậy thì chọn một ngày khác tốt hơn và nên rút lui. Ở lâu sẽ vắc sinh nhiều vấn đề phiền toái, hao tài. Hôm nay sức khỏe không tốt, bản mệnh không nên tranh cãi, đề phòng dèm pha, nói xấu, thư kiện. Mọi vấn đề liên quan đến tình cảm cần phải có sự dứt khoát, nhanh gọn mới tốt. Nói chung là hãy hành động không nên nói nhiều, và ngày gia đạo bất an. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi canh ngọ, hôm nay công danh tài lập của cấp trên hoặc của người trên trong thăng tập có tin tức thay đổi nên giữ tính cho mình một đường lối riêng tương lai ngày có rất nhiều tin tức cho công việc cần làm ngày có tài lập hoặc nhận được tin tức tốt đẹp liên quan tới việc làm có tin không tốt liên quan tới vấn đề sức khỏe bổn mạng của người thân cần cảm trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ máy móc ngày có quá nhiều việc cần phải giải quyết hoặc nhà có đông người tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ. Hôm nay hết sức tránh sự đàm luận tranh cãi sẽ không phải giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa, xích mích thị phi. Không nên nóng tính vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc tình cảm. Nên sắp xếp ổn định lại công việc, không nên tin cảm người khác, cẩn trọng khi di chuyển đi lại sức khỏe tài lập trong ngày không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh hợp các người thể thao sửa chữa pháp luật và y tế tử vi trong ngày thứ hai của tuổi bính ngọ hôm nay tất cả việc mong cầu liên quan công danh tình cảm tài lập đều không tốt bấn bệnh không nên hấp tấp giải quyết những công việc lớn lao sẽ gặp rủi ro so bất chấp sức khỏe không tốt có tin không thuận lợi liên quan tới vấn đề công danh tình cảm sức khỏe của người thân bắn mệnh cẩn trọng trong vấn đề pháp luật, tranh luận, kiểm tra, đề phòng thị phi, tranh cãi, mọi việc đều chưa xong, ngày hao tốn liên quan tới vấn đề đi lại xe cộ. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi giáp ngọ, hôm nay không nên đi xa bất lợi, gặp rủi ro hoặc có tai nạn liên quan tới xe cộ, máy móc, ngày có tài lập nhưng cực nhập vất vả, nên tự mình quyết định lấy công việc của mình sau khi lắng nghe ý kiến của người khác. Ngày gia đạo có chuyện buồn, không thích hợp cho việc gặp gỡ kết bạn vui chơi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Con số may mắn: 66, số 04 và 37. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi mùi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Nhờ sự xuất hiện của chính tài, người tuổi mùi dễ gặp may khi đưa ra các quyết định tài chính trong hôm nay. Nhưng nên nhớ khi tiền bạc đang dư giả thì bạn cần có kế hoạch quản lý thích hợp. Bạn nên ưu tiên một phần trả nợ, một phần để tiết kiệm cho việc đầu tư, bảo đảm tương lai trước khi muốn mua sắm gì nhé. Công việc khá suôn sẻ khi bản mệnh đang có được những điều kiện thuận lợi, may mắn hiện tại không tự nhiên mà có được, đó là bởi bạn nhận được sự giúp sức từ rất nhiều người. Do đó, mùi nên trân trọng và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian qua. Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh cần chăm sóc sức khỏe cho bản thân, coi chấp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn, tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi kéo dài. Sắp xếp thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi hợp lý là điều cần thiết để cơ thể luôn có đủ năng lượng. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mùi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi quý mùi. Hôm nay, dù đang ở trong hoàn cảnh có sự thuận lợi, mọi việc đều cũng phải có sự dè dặt, gặp trở lực, sai hẹn, dày hẹn, đề phòng mắc của, hao tài mà không được việc, tránh gây gỗ, tài lộc thất thường hoặc có lộc ăn mà mình cũng phải hao tốn nên cẩn thận trong hành động lời nói có sự hiểu lầm án trách có tin tức ở xa, có chuyện buồn hoặc tin mong cầu không được như ý. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi tăng mùi. Hôm nay nếu có người đến đề nghị liên quan tới công việc hợp tác làm ăn là họ đang gặp khó khăn, trở ngại chút ít nhưng là ý định chân thành. Tuy nhiên, nên có sự thảo luận chớ quyết định nhanh chóng bằng giấy tờ, văn tự vì thời cơ chưa đến, tình cảm tốt, ngày có tin tức liên quan tới tài lộc và công việc. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi kỷ mùi. Hôm nay gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến, do đó công việc hay bị đứt quản hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau. Có sự sửa sang tu bổ liên quan tới việc nhà cửa hoặc văn phòng, Ngày có sự di chuyển, thay đổi liên quan tới công việc hoặc có những lời đề nghị mới. Việc tình cảm mới chấm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cảm quá đáng. Ngày có tinh xa, hao tài nhỏ cho việc đi lại, tiếp khách, xe cộ. Nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại mới có kết quả. Ngày có quý nhân giúp đỡ liên quan, lời nói hoặc danh tiếng, hạp các ngành nghề sửa chữa, xây dựng, môi giới và trung gian. Tử vi tuổi đinh mùi trong ngày thứ hai, trong ngày có sự thay đổi liên quan đến nơi ăn, chỗ ở, công danh, tài lộc, tình cảm, có tài lộc hoặc có lập ăn quả cáp dự tiệc, thuận lợi cho việc kết hôn, kết bạn, đến gặp quý nhân, ngày có người đi xa, có khách đến, họp các người nhấp ảnh xây dựng địa ấp. tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của trở mùi. Hôm nay bản mệnh nên thăng cận với người lớn tuổi hoặc cấp trên khi quyết định công việc ngày có sự thay đổi sửa chữa tu bổ dọn dẹp liên quan tới nhà cửa văn phòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh không nên quá tham lam sẽ có hại ngày có quý nhân giúp đỡ liên quan tới vấn đề công danh tài lộc tình cảm tốt gặp bạn hoặc có khách đến hoặc sẽ có tin tức của họ hạt các người xây dựng kiến trúc địa ốc bảo hiểm các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường trắng, vàng, quý nhân phụ trợ, ngọ, mão, hợi, con số may mắn 17, 70 và 30. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi thân trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 do cục diện tương xung tác động, người tuổi thân có điềm báo đụng độ tiểu nhân hoặc gặp bất rối do thị phi. Điều tiếng nhũng nhiễu, danh tiếng của bạn bị ảnh hưởng trầm trọng trước những lời thiêu dệt vô căn cứ của tiểu nhân. Tuy nhiên, bạn cũng không cần tốn công tốn sức đôi co làm gì. Hãy chứng minh bằng chính năng lực và chất lượng công việc của mình. Hung vận gia tăng cũng khiến vận đen đeo bám thân ở phương diện tài lộc bạn có thể gặp một vài đắc rối liên quan tới chuyện tiền nông thời điểm này chống những làm ăn thận trọng kinh doanh chắc chắn mà bản mệnh cũng chớ nên vướng vào những vụ vay mượn tiền bạc dù là ở vị trí người đi vay hay cho vay thổ mộc xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo do đó đừng cố tình bỏ qua các dấu hiệu không được khỏe của cơ thể rồi tiếp tục làm những việc quá sức trong ngày này nếu có thể hãy nhờ người khác giúp đỡ để bản mệnh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi thân trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi nhâm thân. Hôm nay, mu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càng bất lợi, nên có sự hòa hoãn, nhẫn nhịn mới qua được những trở ngại không nên quyết định các việc lớn liên quan đến công danh, tài lộc, tình cảm. Mọi việc còn chưa sáng tỏ. Bán mệnh nên ngồi yên tại chỗ, đi xa bất lợi và tài lộc kém. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi canh thăng. Hôm nay nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn động lâu dài. Ngày có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc. Bán mệnh không nên chần chừ lỡ mất cơ hội. Ngày có tin xa hoặc người thân đi xa, gặp đại người xưa. Nếu cần thay đổi nơi ăn chốn ở, văn phòng thì nên quay về khu vực cũ. Ngày có người nhắc lại chuyện xưa khiến mình phải giải quyết nên cẩn trọng vấn đề liên quan tới sức khỏe, nhà có người đau yếu hoặc gặp chuyện buồn, rủi ro. Tiếng vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Mậu Thân. Hôm nay mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Công việc cũng bị dễ dàng hoặc dễ phải bỏ ngang công việc làm lại. Bán mệnh nên nhẫn nại, ngày có tài lộc nhỏ hoặc cầm tiền đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao tử vi trong ngày thứ hai của tuổi bính thân ngày có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính và có sự thay đổi mọi mặt tài lộc vào nhanh ra nhanh tiền đáo hạn hoặc công việc tình cảm và sức khỏe đã đến lúc phải kết thúc ngày có quý nhân giúp đỡ tin tức mong đợi từ lâu đã đến hợp người mỹ thuật gia công chế biến và thời trang các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc các tường, bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ con số may mắn 73, 56 và 81. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dậu trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Ngày chính quan độ mệnh, Tuổi dậu dễ có lộc trong công việc, bản mệnh bắt đầu một tuần mới với sự tập trung cao độ, lập tức bắt tay vào các dự án, kế hoạch quan trọng để tranh thủ thời gian và năng lực cao nhất. Nhờ đó bạn giải quyết mọi việc rất nhanh gọn, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Cũng trong hôm nay, dậu rất nhạy cảm với vấn đề tiền bạc và rất dễ gia tăng doanh thu cho những mảng kinh doanh mà bản mệnh đang theo đuổi dân buôn bán thì có lập từ khách hàng, bán mệnh cũng biết vận dụng khả năng khéo ăn khéo nói nên nhiều người thích làm ăn với bạn. Tuy nhiên, cục diện kim khắc mộc không có lợi cho phương diện tình cảm của dậu, hai bạn dễ dàng bị tác động bởi ngoại cảnh mà đâm ra nghi ngờ nữ kia, khiến mối quan hệ tình cảm không được như mong đợi. Những quyết định thiếu sáng suốt đều có thể dẫn tới sự sai cách trong mối quan hệ hai người. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dậu trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi quý dậu. Hôm nay nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại mới tốt. Nếu không thì công việc mong cầu khó có kết quả, gặp chắc trở. Tuy nhiên, phải có sự dề dặt, chậm rãi, toan tính, kỹ càng rồi mới hành động vào ngày khác. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ có sự giúp đỡ cho mình liên quan tới ý kiến tiền bạc Tử vi tuổi tân dậu trong ngày thứ hai. Trong ngày mọi việc cứ để xảy ra tự nhiên sẽ có lợi, có tài lộc. Ngày gia đạo an vui, tình cảm tốt, có tin tức tốt lành liên quan tới tình cảm giao dịch, thuận lợi cho việc đến nước giao hẹn và ngày tài lộc tốt ở xa đến. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu, ngày thuận lợi cho việc mong cầu liên quan tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đến ước, hợp tác thi cử xét duyệt lương bổng ngày có tài lập hoặc có lập ăn quà tặng tin tức tốt bản mệnh không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi máy ở trước mắt nhưng nên tiến hành hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn công sức hôm nay hạp các người thời trang thẩm mỹ quảng cáo quán ăn trưng bày biểu diễn dịch vụ cho thuê cho vay tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Đinh Dậu. Hôm nay đã đến lúc cần có sự thay đổi liên quan hoàn cảnh hiện tại, không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc, không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Ngày có tài lập, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi Ất Dậu. Mọi việc trong ngày không nên đương đầu một cách ngang ngửa, cần phải có sự khéo léo, cần đến ý kiến của quý nhân mới có kết quả. Ngày sẽ có nhiều tin không tốt, tin buồn về sức khỏe, công danh, tài lập của mình và người thân, bè bạn. Ngày có sự hư hại liên quan đồ đạc, những vật dụng cần đến sửa chữa, mua sắm. Hôm nay dễ có tin xấu về di chuyển đi lại. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc các tường, trắng, xám, quý nhân phù trợ tỵ sủ thìn con số may mắn số 01 41 và 58 và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi tuất trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 tâm hợp cục mang tới nhiều may mắn cho người tuổi tuất trong ngày thứ hai này bạn giải quyết công việc với tâm thế hào hứng tự tin có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện kịp lúc với khả năng nhảy bén của mình, cơ chấp này nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc, lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Các vận trợ mệnh nên tuất còn dễ làm ăn khám khá, đặc biệt là trong những công việc tay trái, bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, ngày này Tuất đối mặt với cục diện ngũ hành tương xung nơi vận trình tình cảm nảy sinh nhiều xung đột, tranh cãi, khiến bạn có nhiều tổn thương khó nói. Vợ chồng đồng sàng dị mộng, không hiểu ý nhau nhưng lại không chịu mở lòng chia sẻ, mâu thuẫn ngày càng chồng chất, không khí gia đình căng thẳng. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Tuất trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi tuổi giáp tước trong ngày thứ hai hôm nay cần đề phòng sức khỏe không tốt hoặc trong gia đạo có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn liên quan sức khỏe bổ mạng của người thân nuôi súc vật không tốt hoặc nên cẩn trọng khi đi đường sử dụng xe cộ máy móc té ngã hoặc va chạm có thương tích xe cộ hoặc máy móc hư hao cần nên tự mình quyết định không nên nghe ý kiến của người khác bất lợi nhìn chung vấn đề tài lộc thì ít nhưng đây là bước đầu để tạo danh tiếng hợp các nghề sửa chữa, điện, công nghệ thông tin, nấu ăn, xây nhà, mai táng, địa ốc, bảo hiểm, ngân hàng và cổ phiếu Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi nhâm tuất Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi việc Tất cả được không nên tiến hành hoặc chỉ vì tình nghĩa miễn cưỡng mà phải làm Ngày cho đạo Bắc An có tin tức không tốt cho nên tình cảm hoặc hy vọng vào người khác trong ngày có sự phản bội, nếu không thì cũng nhận tin tức trái ngược với dự tính. bản mệnh không nên gây gỗ đưa đến Bắc Hòa và ngày tài lộc bò nhanh ra nhanh. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi canh tuất, hôm nay có tin tức liên quan tới chuyện tình cảm ở nơi xa hoặc nhà có khách bè bạn đến theo lời hẹn. Trong ngày không nên hấp tấp vội vàng quyết định nhanh chóng, kết quả sẽ không tốt. Ngày có tài lập, có tin xấu về sức khỏe, công danh của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc, gặp trở ngại, chuyện tình cảm cho nên dây dưa không tốt. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi Mậu Tuất Hôm nay có tài lộc nhưng phải có sự chia chác hoặc giữ số tiền, đồ đạc của người khác. Có sự vất vả trong công việc hoặc phải lo cho người thân bè bạn nên nhường nhịn không nên tranh cãi đôi co nhưng cũng không nên hứa hẹn hoặc để người khác ràng buộc mình vì lời nói ngày cho đảo có nhiều âu lo bận rộn đau ốm tai nạn hoặc có tang hợp ngày pháp luật y tế cơ khí cơ giới phóng viên các chỉ số trong ngày sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần, con số may mắn 50, 69 và 99. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi hợi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tử vi ngày mới chỉ ra rằng người tuổi hợi dễ có cơ hội gặp quý nhân nhờ lục hợp năng đỡ. Quý nhân chỉ đường dẫn lối để bạn tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân cũng như tránh được rất nhiều rắc rối thoát khỏi những tình huống bất lợi cho sự phát triển trong tương lai, qua đó bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện những mong muốn kỳ vọng của mình. May mắn còn đến với hợi ở phương diện tài lộc, đặc biệt những người buôn bán kinh doanh dễ dàng làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy tay. Nhìn chung mọi việc của con giáp này đã đi vào quỹ đạo ổn định, lợi nhuận thu về cũng không còn bấp bênh nữa mà còn tăng gấp đôi gấp ba, rất đáng để mong chờ. Mộc Thủy tương sinh báo tin vui và đường tình duyên của hợi. Cơ chấp này đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc Và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ Sau bao lần bỏ lỡ cơ hội vì do dự chần chừ trước đó Nay bạn thầm nhủ sẽ không để cơ hội vụt mắt sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi hợi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tứ vương tuổi hợi trong ngày thứ hai, Hôm nay bản mệnh nên từ tốn, chậm rãi, không nên quyết định mau chóng, sẽ gặp điều bất lợi. Đừng ngại sự khó khăn, nên đi xa, tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn, cũng như liên quan mặt tình cảm. Ngài sẽ có tin tức tốt liên quan công danh, nơi ăn chốn ở của bạn bè, người thân, tài lập trung bình, hợp với các người nhấp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm và thị trường chứng khoán. Tiểu vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi quý hợi, hôm nay nên giải quyết những việc đã đến kỳ hạn. Càng để lâu thì càng gặp nhiều bất chắc, thiệt thòi, đất rối, thị phi. Việc càng nặng thêm. Hãy nên đi để giải quyết, chớ để người hoặc công việc đến với mình sẽ có nhiều bất lợi. Tử vi trong ngày thứ hai của tuổi tăng hợi, Hôm nay nên bền trí nhẫn nại với tình trạng hiện tại. Mọi việc còn chưa sáng tỏ nhưng cũng nên bày tỏ ý định của mình để dễ thảo luận khi thay đổi phương hướng làm ăn, công danh, tình cảm. Sự mong cầu liên quan tới tiền bạc, tình cảm còn trong giai đoạn chờ đợi nhưng sẽ đến. Tử vi trong ngày 29 tháng 7 năm 2024 của tuổi kỷ hợi. Hôm nay đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có tin tức không thuận lợi cho vấn đề về mặt sức khỏe, tình cảm của mình hoặc của người thân cẩn trọng hơn về vấn đề lời nói, văn thư, giấy tờ, có sự lầm lẫn khiến mình bị sàng buộc, thị phi, sai hẹn, dề hẹn, hành động không chu đáo gặp rủi ro phải làm lại, hoặc không nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng sẽ gặp trở lực, tin tức chậm chạp. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lập 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc các tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần, con số may mắn 19, 36 và 65 trên đó là tử vi 12 con giáp trong ngày 29 tháng 7 năm 2024. Hy vọng với nội dung trên đây, quý cô bác anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn để đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin bổ ích như thế này. Xin chúc quý vị gặp nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.